Xin kính chào quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn. Hôm nay Đồ Gỗ Thịnh Phát xin giới thiệu đến quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn bộ bàn ghế cẩm lai tay cột 12 đục chạm đạo 6 món. Và đầu tiên em sẽ quay cái bàn vì xem. Bàn này thì được thiết kế là bàn vuông và hai bên có hai khung kéo kéo vào kéo ra để đồ rất là tiện ích nhập vị. Còn đây là đôn vuông hay còn gọi là đôn ngồi và rất là đẹp. Còn đây là đôn khung kéo nhập vị. Thưa với quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn, bộ bàn ghế này thì được Đồ Gỗ Thịnh Phát làm thiết kế và theo yêu cầu của khách hàng đặt, quý vị được làm theo yêu cầu và lửa gỗ 100% là loại không có chắc và sơn màu gỗ tự nhiên bắn bóng mờ 75 như quý vị. Chương ghế chiếc đục quả đào rất là đẹp vị nha. Cục ghế thì bông vân rất là vip. Theo là sẽ quay cái dài hay còn gọi là đoạn dài quý vị. Mặt ghế thì bông vân rất là nhuyễn và lửa gỗ rất là đều gỗ quý vị. Thưa với quý vị khách hàng của anh chị em và các bạn, bộ bàn ghế tay cột 12 này thì được lửa gỗ là theo kích thước của bộ cột 14 quý vị, rất là tốn gỗ vì đây là hàng đặt theo yêu cầu của khách hàng. Giá tiền thì không thể bàn bạc đến, bộ này nó nhỏ nhưng mà cái giá thì nó rất là cao. Quý vị nhìn cái chương ghế quả đào thì lá nó quấn và có cồi rồi là lá rất là giống như quả đào ngoài đời vị. Mặt sau của ghế dài, mặt sau thì đục và quả đào ba trái giống như mặt trước như quý vị nha. Một ghế thì bông quần quần và không thể chê được cái gì như quý vị. Và bộ này thì khách yêu cầu là không có sơn màu quý vị nha, chỉ có là bắn bóng rồi là không có sơn màu. Mỗi khách hàng thì một người một ý, có người thì thích màu này màu kia, cho nên là gỗ cẩm lai thì rất là có nhiều màu và kiểu dáng khác nhau quý vị. Quý vị có nhu cầu thì cứ truy cập vào hai trang web em có để phần sau video và số điện thoại. Quý vị vào trong hai trang web thì có rất là nhiều sản phẩm, có rất là nhiều màu mà để quý vị lựa chọn. Rồi sau đó gọi điện về cho Đồ Gỗ Thịnh Phát để bên em tư vấn về giá cả cụ thể hơn. Đây là cái mặt sau của ghế chiếc quý vị. Chân thì đục con lân và ướm thì đục hoa lan tây.
từ nước bên sau cái bì nhìn cái bông vân rất là xuất sắc và đẹp. Vân gỗ này gọi là vân cẩm chỉ quý vị nha. Chương ghế thì được thiết kế làm cong và uốn, nhìn rất là mát mắt. Bên hông của ghế mặt nào cũng giống như mặt nào quý vị, bông vân đều hoàn toàn giống nhau và được lừa gù rất là kỹ càng. Của ghế thì bông vân quá vip thưa quý vị. Quý vị nhìn cái ghế và thiết kế đục quả đào rất là có hồn thưa quý vị nhé. Hôm nay em đã quay trong phòng sơn cho nên là bóng điện hơi nhóa. Quý vị xem video có gì thắc mắc hoặc là không vừa lòng thì xin hãy bỏ qua và thông cảm cho đồ cũ Tình Phát. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đồ cũ Tình Phát. Bên em có nhiều video và có nhiều sản phẩm đăng lên để giới thiệu quý vị. Vì bộ này là khách hàng đặt cho nên là Tình Phát sẽ quay một phần thơ qua để giới thiệu cho quý vị thôi, nhưng mà không có thời gian để bê ra ngoài quay cho quý vị, vì bộ này là quay xong là bên em sẽ đi bàn giao cho khách hàng liền. Bàn ghế cẩm lai thì có rất là nhiều giá cả quý vị, ví dụ như hàng đẹp thì giá thành nó cao, và hàng bình thường thì giá thành nó thấp, và hàng phổ thông thì giá thành có thể thấp hơn rất là nhiều so với cái hàng đặt theo yêu cầu như quý vị. Vì đây là gỗ cẩm lai cân bằng cân, nó không phải là giống như các loài gỗ kia. Ví dụ như cái gỗ cò đỏ thì quý vị mua tính bằng khối, nhưng mà cái gỗ cẩm lai thì quý vị mua thì tính bằng cân nha quý vị. Cho nên là không thể so sánh với các cái mặt hàng được. Nhiều khách hàng cứ nghĩ là gỗ nào cũng giống gỗ nào, mua bằng khối để về làm thì không. Thưa với quý vị khách hàng, không phải quý vị. Vì gỗ cẩm lai là rất là quý hiếm, càng ngày nó sẽ càng kiệt đi. Nếu như quý vị khách hàng yêu thích cái loài gỗ này thì phải mua cho mình đủ để sau này làm của. Còn đây là ghế chiếc hồi nãy em đã quay cái phần bên sau một tiếng hôm nay, và em sẽ quay cái rõ ràng hơn, chi tiết hơn tất cả toàn cảnh của cái ghế chiếc này chiếc. Rất là đẹp quý vị. Đối với cái việc khách hàng của anh chị em và các bạn, do nhu cầu tiêu dùng của khách hàng và mọi người trên tất cả miền Tổ quốc thì đủ Tình Phát làm tất cả những mặt hàng như là thiết kế nội thất, cánh cửa, bếp, tủ ấm tường, và thiết kế lam sim si, và phòng thờ cũng quý vị có nhu cầu làm thiết kế về nội thất trong nhà thì cứ liên hệ với Tình Phát để bên em tư vấn và giải đáp quý vị. Đây là thông tin em có để phần sau video. Đến đây thì thời lượng video đã hết, thì xin chúc quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn dồi dào sức khỏe, làm ăn luôn phát đạt, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho đồ gỗ Tình Phát để bên em có nhiều video và có nhiều sản phẩm đăng lên để giới thiệu cho quý vị khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị video lần sau.